Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay đang là 30 tháng 4. Mình đang có mặt ở tại cửa hàng Sen Mai Duyên nha. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mình về đây khoảng chừng có 5 cây số thôi. Ngày lễ này thì các bạn phần nào nghỉ lễ thì nghỉ lễ, phần nào mua xe thì vẫn cứ đến mua xe ha. Hôm nay chúng ta đang ship xe đi rất là nhiều. Ví dụ như chiếc Vario nè, ADV nè, ADV ha. Rồi bên này, Supra, Quay Thái. Hiện tại thì cửa hàng đang rất là mạnh về những dòng xe nhập này. Nhập về đa dạng chủng loại để phục vụ cho các bạn. B-Series, rồi thậm chí là xe 50. Thì xe 50 á, thì mình sẽ có video bên kênh Thái Phạm đó các bạn. Đây một chiếc Quay Thái màu xanh nữa nè. Đó, chuẩn bị lên xe. Còn dòng Supra X này á, thì hôm rồi cửa hàng bán rất là mạnh. Lâu lắm rồi nó mới về, cho nên là các bạn đã chờ lâu. Chính xác hôm nay đang là 30 tháng 4 nha. 30 tháng 4 năm 2023. Bây giờ mình sẽ đi thẳng ra sau. Hôm nay thì mình sẽ là tiếp tục cập nhật một dòng xe cũng khá lâu rồi. Mình không có báo giá cho các bạn. Chính là chiếc Yamaha XSR 155. Xe này á, là nhập khẩu tư nhân nha các bạn. Nhập từ Yamaha Indo. Đây là kho xe nè. Vừa rồi cũng có bạn nhờ mình á, là cập nhật lại giá chiếc Sakia cũng như là Raider. Nhưng mà nó thì để sau đi ha. Đây, kho xe 50 đó các bạn. Dường như là xe nào cũng có, tại vì cửa hàng luôn luôn muốn lấy về nhiều hơn để phục vụ cho các bạn. Còn hiện tại á, Yamaha XSR 155 sẵn chỗ này đang dọn dẹp, thì mình mới mượn chỗ này một chút xíu để mình quay đó các bạn. Tại vì bây giờ ở ngay tại cửa hàng Lai Duyên này mà muốn có một chỗ trống như thế này là rất là khó, thật sự là như thế. Đây là phiên bản màu xanh, giá xe nó đang là 75.900.000, là giá xe đã bao gồm VAT nha các bạn. Còn với phiên bản màu đỏ này, chính xác nó là phiên bản kỷ niệm 60 năm đó, phiên bản giới hạn luôn á, thì nó sẽ là 77.900.000. Nó đã giảm 1 triệu đồng, chính xác là 1.1 triệu ở ngày lễ này. Mời các bạn xem ha. Giá xe mình cam kết với các bạn nha, là khi các bạn đến đây mua là phải đúng với cái giá của mình báo cho các bạn, không bao giờ có chuyện chênh lệch hay là cộng thêm những cái chi phí nào khác, ngoại trừ là phí biển số thôi. Giấy huyện á, nó tầm khoảng 1.8 triệu, giấy tỉnh á, tầm khoảng là 4.3 triệu. Phí này áp dụng trên toàn quốc, các bạn chú ý nha, áp dụng trên toàn quốc ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện tại thì cửa hàng ship xe toàn quốc là chuyện nhỏ rồi, hỗ trợ làm biển số toàn quốc. Các bạn cứ nhấc máy lên mình alo cho cửa hàng để được tư vấn chi tiết. Còn về phiên bản này á, mình thú thật với các bạn, nó là phiên bản mà Yamaha kỷ niệm 60 năm. Đây, nó đã có mặt ở trên những chiếc như là Exciter 155 cũng có phiên bản này, và cao hơn nữa là những dòng xe phân khối lớn cũng có luôn ha. Thì nó đi cái tông là trắng đỏ và vàng như thế này, phuộc là phuộc vàng, mâm vàng, upside down. Còn phiên bản xanh mờ này á, thì nó cũng đã ra mắt khá lâu rồi và cũng nhận được sự yêu mến của các bạn. Đây, màu xanh mờ. Rồi, các bạn nhìn nè, nó hơi bị lệch màu chút xíu. Ở ngoài thì nó sẽ hơi ngả vàng chút xíu nha các bạn. Nó dạng như là hơi xanh rêu nhẹ vậy đó, kiểu vậy. Rồi, dưới này. Đó. Phần này thì là bạc mờ, xanh mờ. Bình xăng cũng vậy, đây là phần tem dán thôi, bạc mờ. Nói về ngoại hình á, thì chiếc xe này á, chắc chắn rồi, các bạn nào mà yêu mến cái dòng classic ha, retro thì sẽ rất là mến, tại vì nó cổ điển và nó pha lẫn một chút gọi là cái dòng địa hình á, một chút thôi, thì giúp chúng ta đi những cái đoạn đường gồ ghề, off-road nhẹ, kiểu vậy.
lớp xe to, rất là to, 140-70 đó các bạn. Lớp sau, lớp trước là 110-70, có thể nói là to đó các bạn. Xe này mình cũng đã may mắn có trải nghiệm nó rồi, cũng là cả đã có video trải nghiệm nó rồi. Nói chung là chạy rất là phê, lên ngồi thôi là mình đã cảm giác như là ôm một chiếc xe mô tô vậy. Mà thật sự nó là kiểu dáng mô tô mà, đúng không các bạn? Tư thế ghi đông ngồi á, dang rộng tay, cho nên là rất là ngầu, ra dáng nam tính liền ha. Đây, phía sau nè, gọn gàng cổ điển nhưng vẫn rất là đẹp, với phần yên bánh mì như thế này. Đó, lớp sau nè, những cái lần vân rất là to, nó thể hiện cho thấy là xe này là để, nói chung người dùng hay gọi nó là dòng retro á, kiểu vậy. Cụm ghi đông trần ha, đồng hồ rất là tinh tế, nhỏ gọn chưa đó, nhưng mà thể hiện rất là rõ nha các bạn. Những cái thông số trên này rất là rõ trên này. Cụm đèn trước là đèn led 2 tầng. Có rất nhiều bạn chiều cao khiêm tốn thì về á, đã hạ phuộc trước cũng như là hạ phuộc sau. Nhưng mà thật sự nếu đã hạ phuộc rồi thì dường như là nó không còn cho cái cảm giác thoải mái ban đầu nữa các bạn. Mình đã chạy một chiếc xe zin và một chiếc xe đã hạ phuộc rồi, cả hai mình đã đều chạy thử. Và khi mà đã hạ phuộc, thậm chí là tinh chỉnh cái ghi đông này bằng cách là mua một cái bát ghi đông, một cái bát khác cho nó giật về đó các bạn, giúp cho mình ngồi nó thoải mái hơn nữa đó. Nhưng mà khi làm như thế thì nó mất đi cái vẻ ban đầu đó, kiểu vậy. Ngồi nó mất đi cái cảm giác mà kêu bằng nam tính, rồi nó hoành tráng, nó mất phần nào mất đi đó các bạn. Còn phiên bản này thì hiện tại cửa hàng vẫn còn khoảng 3 xe. Nếu các bạn nào mà có yêu mến nó thì đây là thời điểm thích hợp để các bạn sở hữu. Tại vì nó sẽ không còn nữa đâu nha các bạn. Nó như là một phiên bản giới hạn, nó không ra thêm nữa đâu. Thì bạn nào mến cái màu này mà hiện giờ đang giảm tới 1,1 triệu thì các bạn có thể là sở hữu liền bây giờ. Ngày lễ nhưng mà cửa hàng vẫn phục vụ các bạn nha, không có nghỉ lễ nha các bạn. Như các bạn thấy ở đầu video đó, khách rất là đông. Phần nào đi chơi thì đi chơi, mà phần nào mua xe thì vẫn cứ mua xe, loại như thế. Còn về vấn đề ship xe, mình sẽ nói bây giờ nè, nói thêm nè. Ship toàn quốc, nhưng mà các bạn phải gọi cho cửa hàng mới được, để biết các bạn nhận xe ở đâu. Nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A, thì chi phí nó chỉ có 200 ngàn thôi, là ship tới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Còn nếu ship tới Hà Nội tầm khoảng 700. Rồi nếu nữa các bạn muốn ship tận nhà hay là mình đi qua một cái hướng nào đó khác thì mình cũng nên cứ alo cho cửa hàng. Các bạn cứ làm việc với các bạn nhân viên đi, mình sẽ cho các bạn là 3 số điện thoại di động lên trên màn hình để các bạn tư vấn ha. Còn hỗ trợ làm biển số á, ví dụ như bây giờ mà đi làm biển số các huyện hay là thành phố Sóc Trăng là chuyện nhỏ rồi, cửa hàng sẽ hỗ trợ làm toàn quốc mà không cần có mặt chủ xe vẫn làm được nha. Thì đây là một cái bước tiến mà cửa hàng muốn phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn thôi, tức là hầu như là từ A đến Z luôn rồi. Các bạn chỉ việc nhấc máy lên và alo cho cửa hàng thôi. Nếu mà thương thảo ok, các bạn sẽ gửi cho cửa hàng một cái căn cước công dân bản gốc. Mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ điển hình nè. Vừa rồi có một anh, ảnh ở Vĩnh Long, hộ khẩu Vĩnh Long nhưng mà đang làm việc ở tại Cam Lâm, Khánh Hòa. Thì ảnh mua chiếc quay y ở đây các bạn, quay y 110 á. Rồi ảnh nhờ cửa hàng làm biển số, tất nhiên là làm biển số Vĩnh Long rồi. Hộ khẩu ở đâu làm biển số ở đó. Nhưng mà có điều bây giờ ảnh không có ở Vĩnh Long mà đang ở tại là Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh mua xe để ảnh sử dụng và làm biển số tỉnh nhà. Thì làm sao bây giờ, rất là vất vả các bạn. Thì cửa hàng đã hỗ trợ làm có biển số rồi, ship xe cho ảnh lên Khánh Hòa luôn nha.
phí ship hôm đó mình nhớ là tầm khoảng 500 ngàn. Ảnh nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A đó các bạn. Rồi sau khi có cạc vẹt á, cửa hàng sẽ tiếp tục mà gửi cho ảnh luôn là hoàn tất, mà ảnh không hề có mặt tại cửa hàng nha, ảnh vẫn có thể là học tập làm việc bình thường như vậy đó các bạn. Còn dòng su đó các bạn, cửa hàng cũng lấy về phục vụ cho các bạn, giá đang cực kỳ tốt. Rồi Yamaha R15V3 ở bên đó kìa, mình có clip riêng rồi ha. Có gì thắc mắc nữa các bạn cứ alo cho cửa hàng nha, để tư vấn chi tiết. Còn đây là những dòng xe của GBX Demon ha. Demon Supra GTR nhập khẩu từ Indo, nhập khẩu từ Thái Lan đều có hết nha các bạn. Còn xe 50 này á là cửa hàng cũng nhập về để phục vụ cho các bạn học sinh. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.